về một người bí thư cần mẫn với quê hương tổ quốc, đó chính là đồng chí Trần Anh Điền. Nhằm ghi nhận công lao sự đóng góp của ông, tỉnh ủy Đồng Tháp đã cho phát hành quyển hồi ký với tên gọi Đổi đời hồi ký Trần Anh Điền. Tác phẩm do nhà báo Trọng Quý thể hiện, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2017. Tập hồi ký là một công trình có giá trị lịch sử, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Và đó cũng là quyển sách được Thư viện tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn và trân trọng giới thiệu tham dự hội thi cán bộ thư viện giỏi khu vực miền Nam ngày hôm nay. Với 270 trang, khổ 16 x 23 cm, quyển sách có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 là phần hồi ký, gồm có 16 tiểu mục, được viết theo lối tự sự, vừa bình dị vừa thân quen. Từ tuổi thơ nhọc nhằn, tôi may mắn được đi học. Đừng đưa tôi đến cách mạng như một lẽ tự nhiên, thể hiện một cách chân thành, mộc mạc về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí từ thời niên thiếu đến năm 1976. Qua đó, chắc hẳn ai cũng thầm cảm ơn ông về những gì ông đã làm cho quê hương Đồng Tháp. Và đặc biệt, ở tiểu mục thứ 16, nhà báo Trọng Quý đã cẩn thận ghi chép lại chuyện trồng lúa từ trăn trở của một cán bộ lão thành cách mạng. Quý vị thân mến, Đồng Tháp là xứ lúa, sản lượng lúa ở Đồng Tháp hiện đang đứng vào hạng nhất, nhì trong khu vực và cả nước. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng Đồng Tháp từng có một thời đói cơm thiếu áo vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Để khắc phục nạn đói, người bí thư tỉnh ủy lúc bấy giờ là đồng chí Trần Anh Điền đã quyết tâm cho thực hiện những đột phá mang tính lâu dài, đó là khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp 10. Quá trình đó không ít gian truân, bởi theo các chuyên gia về nông nghiệp hàng đầu thế giới cho rằng việc tấn công vào đất phèn là một việc làm ngu xuẩn, chỉ có chuyện trong mơ. Nhưng với ý chí quyết tâm không đầu hàng số phận và đặc biệt là đức tính gần dân, phát huy sức mạnh tập thể, đồng chí Trần Anh Điền đã làm được điều kỳ diệu đó, biến Đồng Tháp trở thành xứ sở của cây lúa và bước đầu chinh phục Đồng Tháp 10. Từ một vùng đất phèn chua, hoang hóa đã biến thành một vùng đất vì nhiêu màu mỡ. Từ đó, Đồng Tháp đã bứt phá, đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Đến với phần 2 của tác phẩm Đồng chí Trần Anh Điền trong ký ức đồng đội, hình ảnh của ông qua những trang viết đã làm toát lên đức tính giản dị, mộc mạc và cao đẹp của con người Đồng Tháp, thuần khiết như hồn sen. Xen giữa quyển sách là nhiều hình ảnh về quá trình công tác của đồng chí Trần Anh Điền, như để minh chứng thêm về cuộc đời, sự nghiệp của một nhà lãnh đạo tiêu biểu, một nhân vật lịch sử tỏa sáng tinh thần trung kiên, bất khuất, có đóng góp to lớn trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh nhà, mà đặc biệt là chủ trương khai hoang phục hóa vùng Đồng Tháp 10, làm đổi đời cho cả thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 2 năm 2016, đồng chí Trần Anh Điền đã vĩnh viễn đi xa. Nhưng
nhân cách, phẩm chất, đạo đức cao đẹp của đồng chí vẫn mãi là tấm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo, qua đó tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc về nội dung và giá trị đối với việc giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm đối với quê hương, luôn chan hòa, gần gũi, sống vì mọi người. Về tinh thần, lấy sách và văn hóa đọc làm nền tảng tri thức để nâng cao kiến thức. Về tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để tiến bộ cho bao thế hệ, đặc biệt là thanh niên, để từ đó nối bước cha ông, nghĩ giàu làm giàu, ra sức cống hiến, liên kết khởi nghiệp, làm giàu cho vùng đất Sen Hồng. Với ý nghĩa đó, tuy mới xuất bản vào tháng 2 năm 2017, nhưng quyển sách Đổi Đời đã được Thư viện tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn và giới thiệu đến bạn đọc trên mọi miền đất nước. Qua hội thi này, Thư viện tỉnh Đồng Tháp mong muốn giới thiệu quyển sách Đổi Đời, hồi ký Trần Anh Điền đến với đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước về một gương người thật, việc thật theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để viết tiếp những trang sử vẻ vang của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có quê hương Đồng Tháp, đất Sen Hồng. Dự thi tuyên truyền giới thiệu sách của đơn vị Thư viện tỉnh Đồng Tháp đến đây là kết thúc. Kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.